Tụn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của Tụn Live. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma quỷ trong căn nhà hoang. Tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho quý anh chị em tiện theo dõi. Có hai cái thanh niên vốn dĩ đang có cái cuộc sống rất là vất vả mưu sinh, thì họ tình cờ kiếm được một cái mối, có thể là làm YouTuber, làm TikToker, đại khái là một streamer kiểu như tôi vậy, đang làm xe ôm tự nhiên làm streamer đọc truyện. Sau đó là chỉ có điều rằng là cái công việc streamer của hai thanh niên chọn thì nó hơi bị mạo hiểm, đó là đi đến những cái nơi đồn rằng là có ma quỷ, những cái nơi hoang hoải, nghĩa địa nhà hoang này nọ, để được có view, có tiền. Thật ra thì chỉ cần có tiền tôi cũng làm, chỉ sợ là tôi đến đó rồi tôi lại sợ tôi chạy mất dép, tôi không có gan. Họ đã có một cái màn đi ra nghĩa địa ngủ, đã gặp hồn ma của người chết, nó giống như một cái khúc nhạc đẹp. Và cái câu chuyện thực sự diễn ra khi mà tất cả dồn lại là họ sẽ đến một cái căn biệt thự từ thời Pháp thuộc. Ở đây đã bắt đầu xảy ra rất nhiều sự ma quái, và cụ thể cái sự ma quái trong đó nó như thế nào và cái kết của nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Các bạn hãy nhớ ủng hộ Tụn, ủng hộ tác giả Như Quỳnh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên hãy ủng hộ Tụn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Trời miền Bắc đang nắng rát, càng nắng thì cái móc câu nắng mới nó càng thơm càng ngon. 3,5 lít một ký, bịch này 200 gram, 5 bịch này một ký, tha hồ mà xài. Ngoài ra thì còn có cả kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh, các bạn có thể xài trong khi uống nước trà, thì phải nói là cặp đôi hoàn hảo. Và bột chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, chấm tất cả mọi thứ từ rau củ quả cho đến là thịt cá ướp nướng. Thậm chí là có anh Sơn, anh còn bảo tôi là rang với thịt nó cũng ngon nữa. Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và trở lại với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 2, cũng là kết thúc của Quỷ trong căn nhà hoang, tác giả Như Quỳnh. Tạo quay người đi xuống cầu thang, Hoạt thì đi ngay đằng sau, miệng vẫn đang không ngừng nói chuyện. Bóng của Tạo và Hoạt khuất dần khỏi tầng 3. Cùng lúc đó ở trên ban thờ xuất hiện bóng dáng của một đứa trẻ con ngồi vắt vẻo. Đứa trẻ hai con mắt đỏ ngầu, tay của nó đang cầm lá bùa nhét vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Tiếng cười khúc khích vang lên. Tạo và Hoạt đi thẳng một mạch xuống dưới tầng 2, sau đó tiến lại căn phòng khi nãy. Trong thời gian đợi Tạo lau dọn giường, Hoạt ngồi nói chuyện. Có thể là những câu chuyện ma, mục đích để tăng thêm bầu không khí u ám trên live stream. Lấy trong túi ra cái chăn mỏng, Tạo vỗ nhẹ vào vai Hoạt. Xong rồi, xuống giường nằm đi. Hoạt gật đầu, kéo chiếc điện thoại lại gần. Lúc này cả hai cũng bắt đầu đến công việc thực sự của mình. Họ ngồi tương tác với những người đang xem trực tiếp, cùng với đó là những bài văn để khều tiền donate cũng như là tiền tặng quà. Bọn họ ngồi nói chuyện đến tận 12 giờ đêm, khi Tạo và Hoạt đặt điện thoại ra một góc xa, sau đó từ từ nằm xuống ngủ. Không biết đã bao nhiêu lâu, chắc đến độ 1-2 giờ sáng gì đó. Trong căn biệt thự cổ ở tầng 2 vang lên tiếng bước chân lạnh lẽo. Bởi vì là đêm vắng cho nên tiếng bước chân rất rõ. Tiếng bước chân dọc theo từ cầu thang tầng 1 lên tầng 2, càng ngày càng lại gần chỗ phòng mà Tạo và Hoạt đang nằm. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, vang lên âm thanh kẽo kẹt của bản lề cũ. Bóng người đàn bà bước vào, khoác một chiếc váy màu đỏ cùng với cách trang điểm giống như những quý tộc ngày xưa. Tiếng gốc mộc lộc cộc vang lên ở trong phòng. Người đàn bà tiến lại chỗ giường mà Tạo và Hoạt đang nằm. Âm thanh nhẹ nhàng, giọng nói của người đàn bà mơ hồ thúc giục. Dậy.
Dậy đi. Dậy. Dậy đi nào. Tạo mở mắt. Trước mặt là một người đàn bà tuổi độ ngoài 40 nhưng trông vẫn còn đẹp lắm. Bà ta đứng đó mỉm cười nhìn. Tạo vô thức chống tay lên, ngồi dậy nhìn người đàn bà. Cô sao nửa đêm nửa hôm cô lại vào đây? Ở đây là nhà hoang, cô vào đây làm gì? Người đàn bà nhìn Tạo bằng ánh mắt ma mị, giọng nói như từ cõi xa xăm vọng về. Câu này tôi phải hỏi các người mới đúng. Tại sao lại ở đây? Chỗ này không dành cho các người đâu. Tạo vẫn nghĩ người trước mặt này là một người bình thường. Cũng có thể cô ta chính là họ hàng anh em của chủ nhà. Thấy có người vào cho nên đến để đuổi đi. Tạo ngại ngùng gãi đầu. Chúng tôi là người làm chương trình quay thử thách ấy. Hôm nay chúng tôi quay thử thách ở đây. Cô chắc là người nhà của chủ nhà hả? Có gì cô thông cảm cho chúng tôi với. Sáng mai chúng tôi đi ngay. Tạo vừa nói dứt câu, đột nhiên người đàn bà mắt trợn ngược nhìn về phía Tạo mà rít lên một cách đáng sợ. Chúng mày cút ngay. Cút ra khỏi đây. Đây không phải là nơi chúng mày ở. Cút ngay. Gió nổi lên vần vũ. Người đàn bà lúc này bộ dáng biến đổi, tóc tai xõa sượi. Trong giây lát bà ta từ từ bay lên. Nhìn giống như là quỷ thường xuất hiện trong những bộ phim kinh dị. Gương mặt cũng vặn vẹo, khuôn mặt trắng bệch, con mắt chuyển thành một màu trắng dã. Móng tay dài ngoằng hướng về phía Tạo, rồi cười lanh lanh lảnh. Cút ngay. Cút khỏi nhà tao. Cút ngay. Tạo lúc này sững ra như tượng, miệng cứng lại không nói được lên lời. Chân tay cũng chẳng thể cử động được, chỉ biết nhìn về người đàn bà. Người đàn bà gần giọng chồm tới. Tao giết mày. Tao giết mày. Bóng người đàn bà bay về phía Tạo, đưa tay ra phía trước chộp mạnh vào cổ của Tạo. Bấy giờ Tạo mới giật mình chống đỡ, cua tay đấm túi bụi về phía người đàn bà, lắp bắp khập khập. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Tai của Tạo lúc này như ù đi, con mắt đã đỏ ngầu máu vì tích tụ. Toàn bộ sức lực của Tạo như rũ xuống mất hết, gã yếu dần, cảm giác như mình đã sắp sửa rơi vào cửa tử. Thì ở bên cạnh, giọng nói của Hoạt cũng vang lên. Tạo, Tạo ơi, Tạo, mày làm sao thế? Tạo, tỉnh lại. Tiếng gọi của Hoạt làm cho Tạo giật mình, nhận ra bản thân mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Tạo thở phào, cố lấy lại bình tĩnh. Hoạt vẻ mặt lo âu. Mày làm sao thế? Sao đêm hôm mày cứ ú à ú ớ, làm người ta giật cả mình. Tao ngủ mơ. Tao gặp ác mộng. Có lẽ không sao đâu. Ngủ tiếp đi. Tạo quệt mồ hôi. Hoạt cũng không nói gì thêm, ngả người nằm xuống giường rồi ngủ tiếp. Tiếng ngáy khò khò lại vang lên ngay sau đó. Về phần Tạo, giấc mơ vừa rồi nó quá đáng sợ. Dạo gần đây Tạo thường xuyên mơ phải ác mộng, cho nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Với lấy chai nước ở trong túi uống một hơi, rồi lại lên giường ngủ tiếp. Căn nhà lại trở lại dáng vẻ yên tĩnh. Tạo vẫn còn đang suy nghĩ miên man về giấc mơ thì ở ngoài lại có tiếng bước chân vang lên rất rõ. Tạo giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Tiếng bước chân vẫn cứ vang. Tạo vì tò mò lại muốn xem đầu đuôi sự việc đến đâu, cho nên ngồi dậy đi ra cửa, cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể. Từ từ đưa bàn tay khẽ mở cửa ra nhìn. Qua khe cửa, Tạo thấy ở bên ngoài không có ai cả. Cùng với lúc đó tiếng bước chân lại vang lên ở chỗ cầu thang. Theo tiếng bước chân phát ra, Tạo cảm nhận được dường như là có người đang đi xuống tầng 1. Không nghĩ ngợi nhiều, Tạo đẩy cửa đi thẳng về phía cầu thang. Vừa đi Tạo vừa ráo rác nhìn quanh xem xét. Cũng chính vào lúc đó, Tạo không hề hay biết là đằng sau cánh cửa phòng từ bao giờ xuất hiện bóng người đàn bà đang đứng nhìn chăm chăm về bóng lưng của Tạo.
Xuống dưới nhà, Tạo tìm kiếm xung quanh không thấy ai hết. Chỉ mơ mơ hồ hồ có tiếng cười khúc khích vang lên đâu đây. Thỉnh thoảng có tiếng bước chân chạy thình thịch từ bên này sang bên kia. Tạo giật mình quay phắt lại. Thế nhưng nơi đó cũng chẳng có ai và tiếng động đã lại biến mất. Nhìn về phía căn phòng trước mặt, dường như tiếng cười phát ra từ đó. Tạo tiến đến nắm chốt cửa, cố gắng vặn mở mà không được. Căn phòng như là bị ai đó khóa chặt. Tạo thầm nghĩ, tiếng cười này giống như là tiếng cười của trẻ con, nhưng tại sao nó lại vang lên ở đó? Cố dùng sức để vặn cửa mà không xong. Ở đằng sau lưng, tiếng bước chân cứ lọc cọc vang lên. Bóng người đã xuất hiện ngay sau lưng Tạo. Cùng lúc một bàn tay bấu chặt vào vai, khiến cho Tạo giật thót mình quay lại. Hoạt, mày làm gì mà cứ như ba thế? Tao giật cả mình. Vẻ mặt của Hoạt khó chịu. Cái này tao hỏi mới đúng. Đêm hôm mày gọi kêu tao xuống tầng 1 làm gì? Đi cả ngày buồn ngủ bỏ mẹ ra mà cứ gọi, rách hết cả việc. Mày sao lại mở bung cửa phòng mà xuống đây? Bây giờ thì đến lượt Tạo lại hoang mang hơn. Rõ ràng là Tạo đi xuống đây một mình, cũng đâu có gọi Hoạt đâu, mà bây giờ Hoạt lại kêu là nó bị Tạo gọi xuống. Tạo nhìn Hoạt bằng ánh mắt nghi ngờ. Tao gọi mày xuống à? Ừ, thì tao đã nói không xuống, mày lại còn kéo tay tao cơ. Mà sao mày đi nhanh thế? Vừa mới kéo tay tao mà tao mở mắt ra đã không thấy mày đâu. Tạo khó hiểu. Có khi nào mày mơ không? Chứ tao có gọi mày xuống đâu. Lúc nãy tao đang nằm thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Tao đi ra xem có ai không. Chứ tao có điên đâu mà đêm hôm gọi mày. Hoạt nhìn Tạo, rồi cả hai quay nhìn xung quanh. Đúng là tự dưng, lấy đâu ra mà thằng Tạo nó gọi mình dậy? Chẳng lẽ lúc ấy Hoạt ngủ mơ? Thế nhưng cảm giác lúc đó nó thật lắm. Cho đến bây giờ, Hoạt vẫn có cảm giác ở tay, như là khi nãy có ai cầm tay của Hoạt kéo đi vậy. Nhìn về phía cánh cửa trước mặt Tạo, Hoạt hỏi. Chắc là mày, tao mới ngủ thôi. Nhưng mà mày đứng trước cửa này làm gì? Tao thấy mày đang cố mở cửa. Trong căn phòng này có cái gì à? Tạo quay sang nhìn cánh cửa phòng khóa chặt. Thì đó, nãy tao nghe có tiếng bước chân, cho nên tao ra ngoài tìm. Xuống dưới tầng 1 thì không thấy bước chân đâu. Tao nghe thấy hình như có tiếng bước chân ở trong phòng này. Tao định mở ra xem là có ai không. Nhưng mày thấy rồi đấy, cửa khóa, có mở được đâu. Hoạt nhìn Tạo đưa tay vặn nắm cửa. Quả nhiên là cửa phòng bị khóa chặt, không tài nào mở được. Hoạt lắc đầu. Thôi, không mở được đâu. Mà mày có chắc là mày nghe tiếng là phát ra từ đây không? Lúc tối bọn mình cũng đã thử mở một lần rồi còn không được. Hay là mày nghe nhầm thôi? Nhà hoang, mày nhìn mọi thứ cũng thấy đó, nó hoang phế, ai ở được? Còn mỗi hai đứa mình thôi, lên trên đi ngủ đi. Ránh một giấc đến sáng mai, thu dọn về, ẵm tiền. Mà cho dù là trong nhà này có người thì chắc cũng là người không có chỗ ở thôi. Kệ người ta, mấy cái người vô gia cư ấy, người ta khổ thì người ta biết phải chui vào đây. Đang yên đang lành, ai lại ở cái chỗ hoang tàn? Mày xem tao nói có đúng không? Nghe Hoạt nói, Tạo cũng không còn hứng thú để tìm hiểu thêm nữa. Nói cho cùng thì lời Hoạt nói cũng phải. Không có ai đang yên đang lành mà lại chui vào đây làm gì. Mà lỡ như ở đây có người thật thì cũng chả sao. Người ta làm việc của người ta, mình làm việc của mình. Nghĩ đến đây, Tạo và Hoạt kéo nhau lên phòng. Ngay thời điểm đó, ở phía sau cánh cửa ban nãy, một đứa trẻ con đang ngồi thô lô trên giường, tay nó cầm con gấu bông, xuất hiện. Đứa trẻ nhìn chăm chăm ra bên ngoài, rồi lại cười khúc khích. Ở trong phòng, hai thằng nói chuyện vài ba câu, rồi lại leo lên đắp chăn mà ngủ. Tạo mặc dù vẫn còn lấn cấn chuyện tiếng bước chân, nhưng cũng đành mặc kệ. Dù gì thì nó cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. Đâu đó độ 3 giờ sáng, bên ngoài lại có tiếng bước chân chạy bình bịch vang lên, tựa như là tiếng chân của trẻ con. Tiếng chân ở trên tầng 3, rồi sau đó lại xuống tầng 2.
Có lúc thì lại vang lên ở tầng 1. Lẫn trong đó thi thoảng lại có tiếng cười khúc khích. Cả căn nhà vang lên những tiếng động khác lạ. Ở trong phòng Tạo đã lấy lại được giấc ngủ của mình. Thì có tiếng trẻ con gọi. Chú ơi, chú, dậy đi chú, dậy đi chơi với cháu, ra ngoài này chơi với cháu. Đứa trẻ đưa tay túm chân Tạo mà kéo. Cả người Tạo đột như ngột bị kéo vật xuống đất. Cú ngã khiến cho Tạo giật mình. Tạo đưa tay xoa xoa đầu rồi bò dậy. Cũng chính vào thời khắc này, đứa trẻ xuất hiện ngay trước mặt Tạo, làm cho gã giật mình ngã vật ngửa ra sau. Đứa trẻ cười khanh khách, đoạn quay người bỏ chạy. Ra đến cửa, nó dừng lại nhìn về phía Tạo. Chú ơi, ở trên này, lên chơi với cháu. Nó vẫy vẫy tay rồi bỏ đi, chỉ để lại tiếng cười khúc kha khúc khích mà thôi. Thấy có đứa trẻ con độ 5-6 tuổi, Tạo ngạc nhiên. Im lặng suy nghĩ, đây là một căn biệt thự cổ bỏ hoang. Lại nửa đêm nửa hôm, làm sao lại có đứa trẻ con ở đây được? Tạo nghĩ đến đây thì gần như phát hiện đứa trẻ này, nó không thuộc về con người. Cái cảm giác ớn lạnh xuất hiện, Tạo dùng mình. Còn đang mải mê suy nghĩ thì tiếng đứa trẻ con lại thúc giục ở ngoài kia. Câu nói xoáy vào trong tai của Tạo. Tạo cứ như là bị thôi miên, cả người đờ đẫn đứng dậy. Đứa trẻ vừa nãy chạy ra bên ngoài, bây giờ loáng một cái tự bao giờ đã ngồi sừng sững ở trên cổ của Tạo. Bàn tay của nó đang bịt hai mắt của Tạo. Miệng nó thì thầm. Lên tầng 3. Lên tầng 3. Vào phòng của cháu đó. Đi. Tạo cứ lững thững. Đi theo hiệu lệnh của đứa trẻ, tiến vào trong căn phòng đầy gấu bông. Ở bên tai, tiếng đứa trẻ vẫn cười khúc khích thúc giục. Tạo như là một con rối, răm rắp làm theo. Nó bảo gì thì Tạo làm đó, cho đến khi nó dẫn Tạo lên tận sân thượng của căn nhà này. Lúc bước ra ngoài cửa sân thượng, lại xuất hiện thêm một giọng nói nữa, vang vọng như xoáy vào đầu của Tạo. Tạo, quay về. Quay về đi con. Tạo. Tạo dùng mình tỉnh lại. Thấy mình đang đứng ở trên sân thượng lồng lộng gió. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là mình sẽ nhào xuống dưới đất. Tạo giật mình lùi lại. Ở phía sau, đứa trẻ vẫn đang nhìn Tạo chăm chăm. Vừa rồi nó bị một cái thứ gì kỳ quái hất văng xuống đất. Mắt nó vằn lên những tia máu giận dữ. Nó rít lên. Nhảy đi. Tao nói mày nhảy đi cơ mà. Tạo giật mình quay lại, nhìn thấy đứa trẻ con. Thế nhưng bây giờ bộ dáng của nó quái dị. Đứa trẻ con cả người trắng như là nhúng vào thùng vôi. Những đường gân máu đen xì xì nổi lên, vằn vện trên cơ thể. Đặc biệt là đôi mắt của nó. Nó đen, chứ không có tròng trắng tròng đen như người bình thường. Cái miệng thì bị xé rạch lên tận mang tai. Ở bên khóe mép, hai phần thịt má đã không còn nữa, lộ ra là những chân răng ghê rợn. Tạo kinh hồn, vùng người lên bỏ chạy, lao về phía cầu thang. Tiếng bước chân thình thịch chạy xuống tầng 3 thì cũng là lúc Hoạt từ bên dưới chạy lên. Nhìn thấy Tạo mặt mũi tái mét cắt không còn giọt máu, Hoạt hoảng hốt. Mày làm sao thế? Tạo, mày làm sao thế? Tạo bàng hoàng. Trong nhà này có ma. Mày ơi, trong nhà này có ma. Hoạt còn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Cho dù là hoàn cảnh này không phải là Hoạt hay là bất kỳ người nào khác thì cũng chẳng thể hiểu nổi Tạo nói như vậy có nghĩa là gì. Hoạt kéo Tạo lại khó chịu. Mày nói rõ xem nào. Sao tự nhiên mày chạy cứ như ma đuổi rồi kêu ma ma quỷ quỷ. Thế ma đâu? Ma đâu? Chỉ tao xem. Ở trên tầng thượng. Nó đang ở trên tầng thượng. Ghê lắm. Chạy đi rồi tao kể cho. Hoạt ngước mắt nhìn theo hướng cầu thang nhưng lại chẳng thấy có gì cả. Quay sang nhìn Tạo, Hoạt nói. Có khi nào mày mộng du hay mày nhìn gà hóa quốc? Để tao lên đó xem hình dáng con ma con quỷ nó thế nào. Đoạn Hoạt đi qua người Tạo, tính đi lên trên, thế nhưng lại bị Tạo kéo lại.
quay lại nhìn Tạo Hoạt lẩm bẩm: "Lại làm sao nữa? Để tao lên tao xem." Giọng run rẩy nhìn vào căn phòng toàn là gấu bông. "Không không, đừng lên đó. Trong phòng, mày nhìn trong phòng." Theo câu nói của Tạo, Hoạt nhìn vào trong căn phòng tầng 3. Trước mắt của Tạo lúc này xuất hiện người đàn bà mặc chiếc váy màu đỏ, tóc tai xõa sợi nhìn về phía hai thằng bằng con mắt trắng dã hết sức ghê rợn. Cả người Hoạt sững sờ. Tạo túm tay Hoạt giằng mạnh: "Chạy mày ơi!" Tạo cũng quay người bỏ chạy thật nhanh. Ở phía sau Hoạt cũng hoàn hồn, cuống cuồng chạy theo. Hai người chỉ kịp xuống đến dưới lầu, túm lấy cái điện thoại rồi cùng bỏ chạy. Đằng sau, tiếng bước chân lộp cộp vang lên như đang muốn rượt đuổi cả hai người bọn họ. Hai thằng nghiến răng nghiến lợi: "Thôi chết rồi, nó đuổi rồi, bây giờ phải chạy, chạy thật nhanh." Có tiếng cười khúc khích đuổi theo của cả người lớn lẫn trẻ con. Hai cuống cuồng chạy thẳng ra bên ngoài, trèo qua bên bức tường. Bọn họ chạy dọc qua ra ngoài đường lớn. Lúc ra khỏi căn biệt thự ma quái, hai người nhìn lại. Ở ngoài cổng, một người đàn bà mặc váy đỏ và một đứa trẻ con vẫn đứng sừng sững đó, nheo nheo mắt, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn họ. Ánh mắt của họ sắc như dao. Tạo kinh hoàng quay đầu mà chạy thẳng. Cho đến lúc rất xa, cả hai mới dừng lại chỗ ngã tư, nơi có đèn đuốc sáng rực mà thở phì phò. Đồng hồ lúc này đã chỉ hơn 4 giờ sáng. Hoạt nói với Tạo: "Sợ quá, căn nhà này có quỷ rồi. Mà sao đang ngủ mày lại lên sân thượng?" Tạo ngồi vật xuống ngay dưới cột điện, thở mệt nhọc kể lại câu chuyện. Sau sự việc khi nãy, bây giờ thì Hoạt đã hoàn toàn tin, không dám ý kiến dù chỉ là một câu. Cả hai ngồi nói chuyện vừa nhìn xung quanh. Lúc này chỉ cần bóng dáng người đàn bà hay là đứa trẻ con xuất hiện thì cũng đủ để cho hai người sợ vỡ mật. Trời càng lúc càng sáng, trên đường đã có lác đác những người đi tập thể dục. Tạo và Hoạt đi vòng quanh kiếm hàng ăn sáng cho lại sức, đứng trước một quán phở. Bọn họ liền gật đầu nhìn nhau bước vào, gọi hai bát phở xì sụp. Dường như là khi có đồ ăn khiến người ta ấm bụng, quên đi phần nào những sự việc diễn ra. Ăn uống xong xuôi, bấy giờ mới có thể nặn ra được nụ cười. Hai người vòng ra một quán nước ở bên đường, ngồi đợi ông Hà xe ôm ra đón. Trên đường về, ông Hà có hỏi hai thằng về chuyến đi, thế nhưng Tạo và Hoạt không muốn nhắc lại. Họ trả lời qua loa cho xong chuyện. Có lẽ sau một đêm mất ngủ, Tạo lúc này đã mệt mỏi lắm rồi, ánh mắt nhắm lại lim dim. Cho đến khi có tiếng động vang lên làm cho Tạo giật mình. Bên cạnh cửa ô tô, từ bao giờ xuất hiện một đứa trẻ con. Nó lại đang bám vào cánh cửa một cách hết sức kỳ quặc. Nó đưa tay gõ gõ vào kính, phát ra âm thanh cộc cộc. Rồi con mắt của nó trợn lên, mặt nó áp sát vào cửa kính, rồi nhoẻn miệng cười: "Chú ơi, chú đi đâu đấy? Chú ở lại với con, chú ơi." Tạo kinh hoàng xua tay ra trước mặt: "Không, không, cút đi Vừa dứt câu thì đứa bé sắc mặt biến đổi, cả người nó vặn vẹo biến thành bộ dáng đáng sợ. Nó đưa bàn tay đập bình bịch vào cửa ô tô, cho đến khi nó đập vỡ tan cả tấm kính xe. Nó bò lổm ngổm ở bên trong, dí sát vào mặt Tạo: "Tao nói chúng mày phải ở đây cơ mà. Tao nói chúng mày phải ở đây chơi với tao cơ mà. Ở đây chơi với tao." Nó cứ thế túm lấy cổ Tạo giằng ngược ra. Khung cảnh đường xá lập tức biến thành trong căn biệt thự cổ. Tạo đang nằm ở trên giường, bên cạnh chính là người đàn bà lúc trước. Quay sang phía đối diện, thấy Hoạt vẫn đang nằm ngủ ly bì. Vội vàng kéo Hoạt: Hoạt ơi, dậy đi. Thế này là thế nào hả Hoạt, dậy đi." Mặc cho Tạo có lay gọi bao nhiêu, Hoạt cũng không tỉnh lại. Cùng lúc đó tiếng người đàn bà vang lên: "Chúng mày chạy đi,
Chạy làm sao được. Sực nhớ, rõ ràng là buổi sáng cả hai thằng đã thoát khỏi căn biệt thự rồi cơ mà. Tại sao bây giờ lại ở đây? Nghĩ đến vậy, hai mắt của Tạo nhắm chặt lại, miệng lẩm bẩm: không, không, là mơ. Tất cả là mơ. Tỉnh lại, tỉnh lại đi. Trời ơi, tỉnh lại đi. Lời nói vừa kết thúc thì cũng là lúc Tạo giật mình bàng hoàng. Ở bên cạnh, Tạo thấy Hoạt cũng đang mặt mũi mồ hôi mồ kê. Liền lay lay: Hoạt ơi, mày không sao chứ? Tiếng của Tạo khiến Hoạt tỉnh dậy, sắc mặt cũng tím tái ngơ ngác nhìn. Tao không sao. Tao vừa nằm mơ thấy sợ quá. Hai mẹ con nhà nó đến nó đòi mạng tao. Tao sợ quá mày ơi. Tạo từ khi quen Hoạt đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên thấy Hoạt như vậy. Trước giờ đối với Tạo, Hoạt vốn là thằng không sợ trời, không sợ đất. Ngay cả sau vụ vong nhập ở ngoài nghĩa địa, Hoạt vẫn không hề mảy may để bụng quá lâu. Vậy mà chuyện này lại khiến cho Hoạt run rẩy đến như vậy. Tạo lấy ra cái khăn ướt trước mặt Hoạt, lau mồ hôi đi. Chắc là do nghĩ ngợi nhiều quá cho nên mơ mẩn đó. Tao cũng vừa thấy mẹ con nó về. Nhưng mà kệ, sắp về đến nhà rồi, có gì đâu mà sợ. Cầm lấy cái khăn từ tay của bạn, bóc ra khỏi cái túi, đưa lên lau mồ hôi trên mặt. Có vẻ như giấc mơ vừa nãy quá khủng khiếp cho nên Hoạt mới có biểu hiện kinh hoàng như thế. Ấy vậy mà lão Hà xe ôm ở đằng trước cầm vô lăng, miệng huýt sáo tựa như không thèm để ý. Dừng lại trước cửa nhà Tạo, hai người trả tiền từ biệt lão Hà rồi đi vào nhà. Trong sân, Tạo đã thấy con chó quẫy đuôi cuống quýt mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó bỗng thay đổi thái độ. Con chó hướng ra cổng rồi nhe nanh gầm gừ. Nó sủa lên inh ỏi. Tạo trừng mắt. Vàng, thôi đi Vàng, mày làm sao thế? Vàng. Mặc cho Tạo quát mắng, con chó vẫn cứ sủa liên hồi. Đợi đến khi Tạo phải cầm cây gậy giữ nó thì nó mới gục đầu nhìn xuống. Con Vàng đi đến nằm xuống ngay bên hiên, hướng đầu ra ngoài. Nó cứ gầm gừ với ai đó. Tạo và Hoạt đi vào nhà, pha ấm nước chè đặc, rót ra một chén. Thôi, làm chén nước chè cho nó tỉnh. Chè tao mua trên tận Tân Cương Thái Nguyên đấy. Sợ đéo chịu được. Uống đi. Nhìn nước chè, mỉm cười. Có lẽ là cũng làm chén chè cho nó định thần lại. Chết thôi, chưa bao giờ tao sợ thế này cả. Cả hai thằng cứ thế mà tỉ tê. Sau một hồi đã hết nước một, chúng nó bắt đầu nhầm tính. Này Tạo, lần này hai đứa được tổng cộng là 46 triệu, trừ 2 triệu tiền xe, bọn mình còn 44 triệu, vừa hay bổ đôi, mỗi thằng 22 triệu. Tao chuyển tiền đấy, mày xem lại đi. Vừa nói xong thì điện thoại của Tạo có tiếng tinh tinh, nhìn vào màn hình thấy cộng tiền. Được rồi, mà tính tiền thì nhiều thật đấy, nhưng tháng một lần như thế này, chắc là Tạo vỡ tim ra chết. Cũng may mà tao với mày không xảy ra chuyện gì, chứ không thì có hối cũng chẳng kịp. Hoạt đã đỡ sợ hơn bởi vì ban sáng nhìn thấy tình cảnh đó, đến tận bây giờ mới có thể hoàn hồn. Sợ thì sợ thật, nhưng mà nhiều tiền như thế thì sợ cũng đáng. Chẳng phải là bọn mình vẫn đang ngồi đây hay sao? Mà thôi, cái chuyện ấy nói sau đi. Tao về nhà một tí. Tí nữa còn sang bên nhà lão thầu xây dựng, bảo lão qua sửa cho tao cái nhà. Tối bọn mình hẹn nhau ở quán Vân Béo làm vài chén. Hoạt thấy nói đến việc sửa nhà liền bảo: Mà mày tính sửa nhà trong bà già, thế đủ tiền chưa? Không thì cứ giữ lại tiền của tao đi này. Thôi đủ rồi. Tao cũng dành dụm từ lâu rồi. Bây giờ đó, chỉ cần lão thầu lão chốt ngày là xong. Mà cũng tiện, nửa tháng tao cho lão làm luôn, sau đó mình tính chuyện của mình. Tao đi về đã. Hoạt quay đầu lao ra ngoài. Bên ngoài hiên, tự nhiên con chó Vàng nó sủa lên inh ỏi. Hoạt túm lấy bên gạch, giữ về con chó. Cái con này, mày không nhận ra ông mày à? Hả? Mày thích ăn riềng không? Ông ấy đả cho phát. Con chó bị ném kêu lên ừ. Cùng lúc Tạo túm lấy viên gạch đáp lại: Này, mày ném chó chết
Chết chó cho tao. Thôi, phấn mẹ mày đi. Nhìn bóng dáng của Hoạt đi ngày một xa, Tạo gượng cười rồi quay vào nhà. Chẳng hiểu sao giữa trời trưa nóng nực mà lại có cơn gió lạnh thổi, khiến cho Tạo thoáng rùng mình. Ở ngoài hiên, con Vàng vẫn không ngừng rên lên ư ử, có lúc cắn ông ổng vài tiếng rồi nằm co quắp ở góc tường. Quay sang nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa, Tạo nhớ là mình còn phải qua nhà ông Ngọc trưởng thôn để nói câu chuyện. Chẳng phải là Tạo đang tính sắp tới phải lo công việc mồ mả cho ông bà mình. Nói gì thì nói, cũng đã chuẩn bị đến ngày sang cát cho bà nội. Kinh tế thì đã có, Tạo muốn làm việc này càng sớm càng tốt. Cầm chìa khóa xe, Tạo đi ra ngoài, phóng vút đi. Trong đầu biết bao nhiêu là tính toán lo âu. Bác Ngọc, bác Ngọc có nhà không bác Ngọc ơi? Bác Ngọc. Ai đây? Thằng Tạo đấy hả? Chưa rồi, sang tìm bác có việc gì? Cứ để xe đấy, đi vào đây, vào nhà đi không nắng. Tạo đá chân trống, đi thẳng vào trong nhà. Ở dưới bếp, bà Huyền và ông Ngọc đang nấu cơm. Thấy Tạo thì cũng ngó đầu ra chào hỏi, rồi lại cắm cúi vào công việc. Nào nào, ngồi nước đi. Thế giữa trời nắng chang chang, mày sang tìm bác có việc gì không? Dạ có, cháu định hỏi bác là cái phần mồ mả nhà cháu định tính xem ngày rồi để lên cốt cho bà cháu ở đợt cánh đồng mả làng mình. Bác ơi, thế cháu muốn xin một suất thì gặp ai ở bác? Ông nghe thế vậy đã hiểu đầu đôi câu chuyện. Ông nói gặp thằng Toản. Nó quản trang, nó sắp xếp. Nhưng thôi, tao cũng bàn với mấy ông ấy rồi. Gia đình mày hoàn cảnh, mày có thân một mình, mọi thứ cứ để cho bác lo. Dù sao ngày xưa ông bà mày cũng vì làng vì xã nhiều, chi phí cũng chả quan trọng đâu. Tao làm cái đơn bảo người ta cấp cho mà, nó cũng dễ thôi. Đừng có lo lắng suy nghĩ nhá. Như thế rồi liệu có được không hả bác? Tạo nhìn ông đầy lo lắng. Ông Ngọc xua tay. Có cái gì đâu, hoàn cảnh của mày làng trên xóm dưới ai chả biết. Ngày xưa ông mày làm chủ nhiệm hợp tác xã đã giúp bao nhiêu người rồi, cho nên là bà con chắc là cũng chẳng ai có ý kiến đâu. Việc của bên chỗ thằng Toản thì để bác bảo nó một câu là xong đấy mà. Dạ vâng, thế tốt quá. Dạ, thế chăm sự cháu nhờ bác. Cháu cảm ơn bác trước ạ. Tạo cảm ơn ông Ngọc rồi viện lý do nhà còn việc, xin phép ra về. Chiều tối hôm đó, vừa tờ mờ, Hoạt đã chạy xe qua rừng ở trước cổng nhà Tạo. Hai thằng kéo nhau ra quán thịt chó Mụ Vân Béo. Vừa thấy, Mụ Vân Béo đã đon đả niềm nở. Hai chú đấy à? Vẫn như cũ chứ? Hoạt ngồi xuống vỗ vỗ, đánh đét một cái vào mông của Mụ Vân Béo. Thì vẫn cho anh em như cũ. Nhanh lên, chúng em đói. Gớm, quỷ sứ đấy. Tưởng gì, chứ hai chú là khách ruột là chị ưu tiên. Đợi tí nhá. Xoa xoa tay vào vai của Hoạt, Mộ Vân quay người vào trong. Tạo nhìn Hoạt nhăn nhó. Mày cứ nhờn nhờn với Mộ, rồi Mộ tưởng bỏ Mộ ấy vồ lấy mày thì mày chết. Đến lúc đấy đừng bảo tao biết mà không nhắc. Hoạt quay sang nhìn thấy Mộ Vân đi một khoảng xa mới nháy mắt. Tưởng gì, Mộ này thì kệ kệ Mộ ấy. Thi thoảng để Mụ ấy có làm đồ ngon cho mà ăn, chứ Mụ ấy thì chịu. Có mà cát thêm tiền, Tạo cũng chẳng dính nhốt nổi. Xong, Tạo lại quay sang nhìn Mụ Vân nháy mắt một cái. Thế việc sửa nhà ở bên nhà ông Bảy Cai thế nào? Bao giờ lão cho người sang? Xong cả rồi, ngày mai. Nếu không gì thay đổi thì có khi là ngày kia khởi công. Thấy lão bảo là mất chỉ độ gần tháng là xong mà. Tạo gật đầu. Thế có gì ngày kia tao xem, tao sang tao phụ cho. Hoạt xua tay. Thôi, tao thuê trọn gói. Nhà tao cũng chẳng ai phải động tay động chân. Có gì cũng chỉ giám sát xem người ta làm nào. Mày không cần phải sang làm gì. Có qua chơi với tao thì qua, chứ không phải có việc gì cả. Tối đó như thường lệ, hai thằng ngồi đánh đu đến tận muộn mới khệnh khạng về. Trên con xe, mắt Tạo đã nhòe, cầm lái cố nhìn về phía trước.
đang đi thì bỗng nhiên Tạo thấy có bóng một người đàn bà và một đứa trẻ con đang đi trước mặt ngay bên vệ đường. Này, đêm hôm mà mẹ con nhà nào nó đi bộ lang thang ở kia nhỉ? Hoạt hoạt, đi lên xem là ai. Nếu người quen thì có khi cho họ về luôn. Tao đi bộ từ đây về cũng được, đằng nào cũng sắp qua nhà tao rồi. Hoạt nheo mắt, thế nhưng mà làm gì có thấy mẹ con nhà nào đâu. Hoạt nấc lên một tiếng, giọng lèm bèm. Mày say rồi đấy à, làm gì có ai? Tạo chỉ tay về phía trước mặt. Ô, lù lù thế kia mày không thấy à? Hai mẹ con đang dắt tay nhau đi trên bên kia đường kia. Làm gì có ai? Mày nhìn kỹ xem nào. Mà hết có trai 65 mà đã mắt hoa cả lên. Theo lời của Hoạt, Tạo đưa tay dụi mắt thì đúng là không thấy hai bóng người kia đâu hết. Rõ ràng là tao vừa thấy người đi bên đường cơ mà. Chả có nhẽ. Thì đúng là mày hoa mắt chứ còn gì. Thôi bám chặt vào, tao chạy nhanh về. Tự nhiên tao thấy lạnh quá, đéo mẹ. Rượu chè vào không khéo trúng gió thì khổ. Nói xong, Hoạt lên rồ ga phóng đi. Ở đằng sau lưng của hai người, ngay chỗ gốc cây, xuất hiện hai mẹ con người đàn bà. Cùng với đó là nụ cười quái dị. Sau khi từ biệt Tạo, Hoạt phóng ga đi thẳng. Con chó ở trong nhà thấy Hoạt về thì mừng rỡ, vẫy đuôi. Như thường lệ, Tạo ném cho nó nắm cơm, xin ở quán mụ Vân Béo. Ở bên ngoài, con chó đang ăn nắm cơm thì bỗng nhiên nhe răng ra phía cổng, gầm gừ. Thế nhưng dường như nó gặp phải thứ gì đáng sợ. Nó cụp đuôi rúc đầu vào góc tường rên ư ử, thậm chí sợ đến nỗi đái cả da. Tạo ném cái áo lên giường rồi nằm vật xuống. Men rượu đã kéo Tạo vào giấc ngủ. Ở bên ngoài giữa màn đêm tịch mịch, tiếng côn trùng ếch nhái giả dích vang lên. Con chó đang nằm ngủ cả người cứ run cầm cập, thỉnh thoảng nó rên lên ư ử. Thân ảnh của hai mẹ con nhà kia lại xuất hiện ở ngay ngoài cổng. Điều kỳ quái là mặc dù cánh cổng đang đóng, thế nhưng họ lại có thể đi xuyên qua mà vào trong sân. Đi một mạch đến cửa nhà, cánh cửa rõ ràng lúc nãy đã chốt lại, bây giờ lại kẽo kẹt từ từ mở ra. Tạo vẫn đang nằm ngủ say giấc ở trên giường thì nghe có tiếng trẻ con gọi réo rắt ở bên tai. Chú ơi, chú về nhà chơi với cháu chú ơi. Tạo giật mình mở mắt. Lúc này vừa nhìn thấy thì trước mắt Tạo bàng hoàng, hai mẹ con nhà kia nó đang đứng lù lù. Tạo làm sao có thể quên được bộ dáng ấy, chính là hai mẹ con ở trong căn biệt thự cổ. Tạo ngồi bật dậy, cầm cái gối giơ ra trước mặt. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Sao các người lại đây? Tha cho tôi, cút đi, tha cho tôi. Tôi có làm gì hai người đâu. Người đàn bà nghiêng đầu nhìn Tạo, gương mặt của bà vặn vẹo, giọng nói lanh lảnh. Thế chúng mày đến phá nhà tao, bây giờ còn định xin tao tha? Tao giết, tao giết. Người đàn bà từ từ chồm tới, xương cốt kêu lên răng rắc. Đột nhiên cái đầu của bà ta rơi long lóc, lăn xuống chỗ giường, ngay chỗ Tạo đang nằm. Đứa bé cười khúc khích, nó bò đến túm lấy cái đầu, rồi đột ngột ném thẳng về phía của Tạo. Tạo dùng mình rú lên một tiếng, lại một lần nữa chồm dậy. Ở bên ngoài đã có tiếng chim hót líu lo, ánh nắng đã xiên xiên qua ô cửa. Tạo mệt mỏi bò ra khỏi giường. Vừa mở cửa thì đã nghe có tiếng xe máy chạy đến, dừng lại ngay trước cổng. Có bóng dáng người con gái đi vào. Ấy là con Hiền, em gái của Hoạt. Tạo hỏi, sao sáng sớm đã sang đây thế? Con Hiền mếu máo chạy vào trong sân. Anh Tạo, anh Hoạt bị tai nạn. Người ta đưa anh lên bệnh viện ở trên phố huyện rồi. Em qua báo, để có gì anh lên đấy với. Tạo vừa nghe Hoạt bị tai nạn thì như có luồng điện chạy dọc sống lưng, hai chân mềm nhũn rôn rảy. Nó bị tai nạn khi nào? Rõ ràng là đêm qua hai thằng còn ăn nhậu với nhau cơ mà. Con Hiền lắp bắp.
vừa xong. Sáng em thấy anh dậy sớm rồi chạy xe đi đâu ấy. Lúc sau thì có người đến bảo anh bị tai nạn ở ngoài đường quốc lộ. Nghe bảo là chảy nhiều máu lắm, em phải chạy luôn sang để gọi anh. À được rồi, có chuyện gì bây giờ mình phải lên bệnh viện để xem tình hình đã. Được rồi, đừng có khóc nữa, chắc là nó không sao đâu. Đợi anh một tí, anh chuẩn bị đồ rồi mình đi. Tạo vào nhà khoác cái áo dài, móc trong tủ ra sấp tiền, nhét vào túi rồi đi ngay. Lúc đi ngang qua ban thờ, Tạo thắp mấy nén nhang rồi lẩm bẩm khấn. Bà ơi, bà trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho thằng Hoạt bạn con tai qua nạn khỏi. Bây giờ con cũng chỉ còn một có mình nó là bạn. Mong là nó không xảy ra chuyện gì bà ơi. Thắp hương xong, Tạo chạy thẳng ra bên ngoài. Được rồi, anh em mình cùng lên viện xem tình hình thằng Hoạt thế nào. Phóng xe lên bệnh viện ở trên huyện, ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu, Tạo lo lắng nhìn vào trong. Hoạt vẫn còn đang bất tỉnh. Một lúc sau thì có một người đàn ông chạc tuổi đi ra. Người nhà của bệnh nhân Hoạt có đây không? Tạo cùng với con Hiền thấy có bác sĩ gọi thì vội vàng đứng lên. Dạ, có ạ. Quan hệ như thế nào với bệnh nhân đấy? Vị bác sĩ tháo khẩu trang. Tạo chỉ vào con bé Hiền. Đây là em gái của bệnh nhân. Còn cháu là bạn ở gần nhà. Vị bác sĩ gật đầu nói với con Hiền. Tôi có thông báo này phải nói rõ với gia đình. Bệnh nhân Hoạt thì tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ là bị va đập vào đầu cho nên hôn mê. Nếu như không có gì thay đổi thì một lúc nữa sẽ tỉnh. Ngoài ra một bên chân bị gãy. Bây giờ gia đình xuống đóng viện phí. Rồi cùng với y tá đưa bệnh nhân sang khoa ngoại để bó bột. Sau đó cho bệnh nhân về phòng. Tạm thời phải theo dõi độ một tuần. Nếu như sau một tuần không có biến chứng gì thì có thể làm thủ tục xuất viện về nhà dưỡng thương. Tạo và Hiền rối rít cảm ơn bác sĩ. Trong thời gian đợi người ta làm thủ tục, Tạo đi ra ngoài châm điếu thuốc, rít một hơi. Trong đầu biết bao nhiêu là suy nghĩ. Trước giờ thằng Hoạt tính tình nó cẩn thận lắm, không hiểu làm sao hôm nay đi xe thế nào mà lại xảy ra tai nạn. Mãi suy nghĩ mông lung, điếu thuốc trên tay cứ cháy. 10 phút sau chiếc xe giường bệnh được y tá đẩy ra. Tạo cùng con Hiền làm xong hết thủ tục, đưa Hoạt đi bó bột. Cũng hay trời cũng vừa kịp tối. Tạo thở dài, bây giờ em ở đây trông thằng Hoạt. Anh về tắm rửa, mới lại lấy thêm bộ quần áo và cái chăn. Anh lên anh trông nó thay ca cho. Anh đi cẩn thận đấy, đi chậm thôi. Tạo gật đầu với con Hiền, quay người đi ra ngoài. Đoạn đường từ bệnh viện huyện về nhà cũng khá xa. Tạo phải mất gần một tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Cắm tạm nồi cơm để tí còn cho con Vàng nó ăn, Tạo vơ quần áo đi vào nhà tắm. Tiếng nước xả róc rách, đột nhiên mơ mơ hồ hồ, Tạo nghe có tiếng bước chân vang lên ở nhà ngoài. Tựa như là có ai đó vậy. Thế nhưng lúc này, nhà Tạo làm gì có ai khác. Họa chăng có hàng xóm qua thì chắc chắn là con chó nó phải sủa đánh động. Tạo tắt vòi nước lắng nghe. Ở bên ngoài tiếng bước chân vẫn cứ lộc cộc vang lên. Không thể ngồi đợi thêm, Tạo mặc tạm cái quần rồi chạy ra. Cánh cửa nhà tắm mở ra thì cũng vừa lúc tiếng bước chân biến mất. Tạo nhìn quanh nhà rồi còn chạy ra cả ngoài sân. Nhưng không thấy bóng dáng của ai hết. Tạo thầm nghĩ. Rõ ràng là mình nghe tiếng bước chân. Sao bây giờ lại không thấy ai? Hay là người ta qua nhà tìm, không thấy mình đâu, cho nên người ta đi. Nghĩ đến đây, Tạo chạy thẳng ra cổng. Trên con đường heo hút lập lòe ánh đèn, không thấy có bóng dáng người nào cả. Ở bên hiên, con Vàng cả người cứ run như cầy sấy rúm gió vào, thi thoảng kêu lên ư ử. Tạo nhìn trước nhìn sau, cuối cùng quay người đi vào trong. Ngang qua chỗ con chó, Tạo lườm. Mày ở nhà trông nhà cho cẩn thận đấy. Có ai vào thì phải cắn lên biết chửa. Nuôi mày để trong nhà chứ không phải để cho mày ăn rồi ngủ béo mầm lên như thế đâu. Xong đi vào trong, thấy đã muộn. Ở bên ngoài, tiếng âm thanh lộc cộc lại vang lên. Thế nhưng có lẽ vì Tạo cứ lúi húi dưới bếp, âm thanh cũng không có vọng vào được. Lúc đi ngang qua quán mụ Vân Béo, Tạo bảo mụ làm cho bát bún rồi mang lên trên viện cho con bé Hiền. Nói gì thì nói,
Cả ngày hôm nay chắc là con bé cũng bận rộn, có khi còn chưa ăn uống được gì. Này, anh mua bún cho em đây này. Ăn luôn đi cho nó nóng, chứ không nó lại trương lên. Cứ để anh trông thằng Hoạt cho, cả ngày em vất vả rồi. Tạo đưa bát bún cho con Hiền rồi mỉm cười. Thế anh trông anh Hoạt nhá, em ăn ủ một cái xong em vào. Được rồi, cứ thong thả mà ăn, anh ở đây rồi. Ăn xong nếu như không có việc gì thì cứ đi về đi, đừng có lo. Con Hiền mà đi ra ngoài rồi, ở trong phòng chỉ còn lại Tạo và một vài bệnh nhân. Nhìn Hoạt vẫn đang hôn mê, trong lòng lo âu. Bác sĩ nói là sẽ tỉnh lại sớm, mà tại sao từ sáng đến giờ bạn mình vẫn cứ nằm im lìm như thế? Tạo thường nghe người ta nói có những người bị tai nạn, hậu quả có khi là cả đời hôn mê, hay cũng có những người bị liệt cả đời. Tạo lo lắng cho số phận bạn mình, mong rằng thằng Hoạt sẽ không sao. Lúc này ở bên ngoài hành lang, có tiếng bước chân lại vang lên. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đi về hướng căn phòng bệnh. Tạo nghĩ là có khi con Hiền quay lại. Mới đi một lúc mà đã về à? Ăn nhanh thế. Anh đã bảo rồi, cứ nghỉ ngơi đi, anh trông nó cho. Xong, Tạo quay đầu nhìn, thế nhưng sau lưng lại chẳng thấy có ai cả. Tạo ngơ ngác, mấy giường bệnh khác, bệnh nhân cũng đang nằm đó ngủ. Tạo hỏi một bà chị đang ngồi ở tít góc cửa sổ trông người bệnh. Chị ơi, từ nãy đến giờ có thấy ai vào đây không chị? Người phụ nữ lắc đầu, không có. Sao? Tạo cười gượng, à không có gì đâu. Chắc là em tưởng đứa em nó vào rồi nó lại đi ra mà. Không, không có gì đâu chị. Tạo quay vào giường bệnh với Hoạt, nụ cười gượng gịu tan biến, thay vào đó là vẻ mặt khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi có tiếng bước chân đi từ ngoài hành lang vào, dừng lại ở rất gần mình, không thể nào nhầm được. Vậy mà lại không có ai, bà chị kia lại bảo cũng không thấy gì là sao? Còn đang miên man suy nghĩ thì Hiền đi vào bên cạnh. Anh Tạo, em xong rồi, anh đi ngủ trước đi, em trông anh Hoạt. Nửa đêm thì anh dậy thay ca cho em. Tạo gật đầu, đồng ý, ôm cái chăn ra bên ngoài hành lang. Châm một điếu thuốc, Tạo rít một hơi, nheo mắt nhìn vào trong phòng bệnh. Bệnh viện buổi tối, ít người qua lại. Có lúc cả dãy hành lang dài sâu hun hút chẳng thấy một ai. Lấy điện thoại, Tạo bật mạng xem mấy chương trình yêu thích. Lúc này đã 10 giờ đêm. Tạo thả người nằm ra ghế, kéo chăn lên. Trời mùa hè oi nóng mà chẳng hiểu tại sao ở đây Tạo cứ lạnh lạnh rùng mình. Mặc dù ngoài trời cũng chẳng có lấy một cơn gió. Tiếng điện thoại vẫn cứ vang đều đều dọc dãy hành lang trống vắng. Tạo cứ lim dim dỗ cơn buồn ngủ đến. Trong lúc còn đang tỉnh tỉnh mơ mơ thì lại có tiếng lộc cộc bước đi trên dãy hành lang. Tiếng bước chân lạnh lẽo làm cho Tạo giật mình hoàn toàn tỉnh lại, vươn người ngó về hướng phát ra tiếng động. Ở cuối hành lang, Tạo rùng mình khi thấy có hai bóng người, một lớn một bé. Nghĩ là người nhà bệnh nhân nào đó đi thăm bệnh, hoặc cũng có thể là bệnh nhân nào đó đi ra ngoài. Tạo không quan tâm nữa, nằm xuống ghế nhắm mắt ngủ tiếp. Không biết ngủ được bao lâu, thế nhưng khi giật mình tỉnh dậy thì tiếng bước chân vẫn cứ vang lên dọc dãy hành lang. Tạo khó hiểu, nhìn về phía cuối hành lang thì quả thực vẫn thấy hai mẹ con nhà kia nó đang đi. Vì hành lang dài sâu, có nhiều chỗ bóng đèn điện đã hỏng, Tạo không nhìn rõ được cụ thể là như thế nào. Hai mắt của Tạo lúc này mờ mờ nhòe nhòe, cay xè do cơn buồn ngủ. Tạo dụi mắt nhìn, tiếng bước chân im bặt. Hai bóng người loáng một cái đã biến đâu mất. Tạo ngơ ngác ngó ngang ngó dọc, trong lòng thầm nghĩ, tại sao từ hôm qua đến giờ mình cứ liên tục gặp những sự kỳ quái như vậy. Anh Tạo, anh dậy, mau lên, anh Hoạt tỉnh rồi, đang tìm anh. Tạo liền vội vàng chạy vào trong, đi đến bên giường. Hoạt, Hoạt, Tạo đây. Khổ thế, đi đứng kiểu gì mà thành ra thế này.
Hoạt cả người run lẩy bẩy, nói bằng giọng yếu ớt. Tảo ơi, Tảo, chúng nó là chúng nó đấy. Chúng nó tìm đến mình rồi, Tảo ơi. Chúng nó tìm đến mình rồi, chúng nó muốn bắt hai thằng mình theo. Tảo không hiểu. Chúng nó nào? Ai tìm mình? Ai bắt mình? Thế là thế nào? Có lẽ Hoạt vẫn còn đau sau vụ tai nạn, cho nên yếu ớt không nói được nhiều. Hai mẹ con, hai mẹ con ở căn biệt thự cổ. Chúng nó đuổi theo mình, chúng nó tìm mình. Tạo dùng mình. Ở bên ngoài lúc này có cơn gió lạnh phả vào trong. Mày nói thật chứ? Thật. Là hai mẹ con nó bịt mắt tao để tao bị tai nạn. Lúc tao ngất đi tao còn nghe rõ nó nói. Nó nói là nó sẽ bắt cả mày theo. Đi qua nhờ thầy Long đi. Đi qua tìm thầy Long đi. Hoạt nói đến đây thì khóc tu tu. Tao biết bạn mình vừa trải qua một cú sốc, liền vỗ nhẹ vào vai an ủi. Được rồi, được rồi. Tao biết. Bây giờ mày cứ nghỉ ngơi đi đã nhá. Để sáng mai tao sang nhà thầy Long ngay. Đỡ Hoạt nằm xuống giường, gọi con bé Hiền ra ngoài nghỉ ngơi. Không gian tĩnh lặng, trời về đêm se se lạnh. Trong phòng bệnh, Tạo ngủ gục tự bao giờ. Ở bên hành lang lại vang lên tiếng bước chân, cùng với đó là tiếng cười trẻ con khúc khích, tựa như là chúng nó đang chơi đùa chạy nhảy vậy. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dừng lại ngay bên cạnh giường bệnh của Hoạt. Có bóng hai người, một người đàn bà và một đứa trẻ đang đứng đó ròm ròm. Đang nằm ở trên giường bệnh, Hoạt bỗng nhiên cả người run lên bần bật, mồ hôi túa ra, miệng lắp bắp ú ớ. Đừng có lại gần đây. Tránh xa tôi ra. Đừng có lại gần đây. Tiếng của Hoạt khiến Tạo giật mình tỉnh lại, vỗ nhẹ vào người Hoạt. Tạo gọi, Hoạt ơi, mày làm sao thế? Dậy. Vừa dứt câu thì Hoạt mở choàng mắt. Mẹ con nó lại đến. Nó vừa ở cạnh giường này. Cứ như vậy suốt cả một đêm, Hoạt cứ mơ mơ màng màng, đến mức Tạo cũng chẳng tài nào ngủ được tiếp. Trời vừa mở sáng, Tạo đã lập tức chạy về làng, chạy một mạch sang bên nhà ông thầy Long. Thấy ông đang đứng tập dưỡng sinh ở ngoài sân, Tạo gọi to, Thầy Long ơi. Ai đây? À, thằng cu Tạo đây à? Sáng sớm có việc gì đây? Hay là chúng mày lại lang thang rồi lại gặp cái sự gì rồi? Thầy ơi, quả thực là chúng cháu gặp chuyện rồi thầy ơi. Tạo mếu máo. Ông thầy Long mở cổng, nhìn sắc mặt của Tạo, ông sầm xuống. Mày lại làm gì liên quan đến ma quỷ đấy hả? Đi vào nhà mau lên. Đưa Tạo lên trên điện thờ chính, thầy Long vẻ mặt nghiêm trọng. Bây giờ nói cụ thể xem là thế nào? Sao trên người lại toàn là quỷ khí thế kia? Hồn phách cũng bị bắt đi một hai vía thế này. Hôm trước suýt nữa chúng mày bị con quỷ nó bắt phải không? May là bà cụ bên nhà thiêng vẫn còn đi theo gọi mày lại đấy. Bà đang đứng ở ngoài kia kìa. Tạo kể lại câu chuyện đã xảy ra. Cuộc nói chuyện diễn ra gần một tiếng đồng hồ. Ông thầy Long bấy giờ mới đứng lên sang điện thờ, lấy một lá bùa vàng đưa cho Tạo. Chúng mày chọc vào vong quỷ rồi. Bây giờ mày với tao cùng lên căn biệt thự cổ đó. Chỉ có tìm được đến đó mới giải quyết được triệt để vấn đề. Đem lá bùa này lên bệnh viện đưa cho thằng Hoạt để nó phòng thân. Họa như vong quỷ mà muốn đến bắt thì còn có thứ mà bảo vệ nó. Dạ vâng. Thế thầy để cháu gọi anh Hà xe ôm, rồi mình lên bệnh viện đưa cho thằng Hoạt, xong thì mình sang bên căn biệt thự. Chỉ độ 30 phút sau, tất cả đã đâu vào đấy. Lên bệnh viện rồi rẽ sang căn biệt thự cổ. Lão Hà xe ôm đỗ xe ngoài cổng biệt thự, rồi ông thầy Long cùng Tạo đi vào.
Lão châm một điếu thuốc, nheo nheo mắt. Nhà đẹp nhỉ. Đó mẹ. Hay là thằng Tạo nó trúng đề. Nó có tiền. Nó nhờ ông thầy Long đi xem đất đai cho, mua biệt thự nhỉ. Ôi giời, xuống thế. Đèo mẹ. Sau chuyến này, có khi tao bỏ mẹ taxi mới trả xe ôm. Tao đi về tao live stream kể chuyện ma. Không khéo cũng nhiều tiền như thằng Tạo với thằng Hoàng. Ở bên trong, Tạo dẫn thầy Long đi vòng quanh căn biệt thự, từng ngóc từng ngách, cho đến khi dừng lại ở căn phòng ngủ tầng 2. Ông thầy Long thở dài. Hôm trước chúng mày ngủ ở đây phải không? Dạ vâng. Hôm trước chúng cháu nằm ở đây ạ. Ông quan sát xong nói. Phòng này trước đây là của một người đàn bà. Chúng mày ngủ ở đây là vì do nó cố tình mở cửa đấy. Nó còn đang đứng ở ngoài, nhìn chòng chọc vào kia kìa. Thầy chỉ ra ngoài cửa phòng. Tạo nghe mà ớn lạnh cả da gà, vội vàng đứng nép bên cạnh thầy. Tiếp tục lại dẫn thầy Long lên tầng 3. Thầy Long nhìn vào căn phòng toàn là đồ chơi, sắc mặt trầm trọng. Căn phòng này bị trấn yểm. Ở ngoài cửa có một lá bùa phải không? Tạo gật đầu. Sao thầy biết? Sau đó kể lại mọi việc. Khi mà thằng Hoạt giật bỏ lá bùa vứt đi, ông thầy Long thở dài. Vốn dĩ con quỷ bị nhốt ở đây chỉ là vì hai thằng mày giật bỏ lá bùa nó thoát ra được. Cái vong quỷ này không đơn giản đâu. Chính nó là người giết chết người đàn bà tầng 2 đấy. Đoạn hai người đi vào trong. Cùng lúc có tiếng trẻ con khúc khích cười vang lên. Tiếng bước chân chạy bình bịch qua qua lại lại. Tạo thì dùng mình run sợ. Nhưng ông thầy Long thì lạnh lùng. Ông chỉ tay ra bên ngoài. Là nó đấy. Con vong này, nó ở đây lâu quá rồi. Nó hóa thành quỷ rồi cho nên nó không biết sợ ai cả. Để tao cho nó biết vậy. Đi. Đi đến trước ban thờ. Ông thầy Long bảo Tạo gỡ hết những lá bùa trên đó. Sau đó lấy ra 4 lá bùa mới, dán ở 4 góc. Tiếp theo ông lên nhang thắp, lấy ra cái chuông nhỏ, rồi cứ thế gõ mõ, lắc chuông, lẩm bẩm đọc thần chú. Thần chú đọc đến đâu thì ở dưới nhà những âm thanh kỳ quái vang lên. Tiếng bước chân cứ nhảy bình bịch chứ không còn là chạy. Cũng không có tiếng cười khúc khích nữa mà thi thoảng lại vang lên những tiếng kêu choe choé. Tạo nhìn thầy Long mà sợ lắm. Lúc này Tạo có cảm giác như khắp nơi đâu đâu cũng có những người đang nhìn mình. Bên tai cứ vang lên tiếng rì rầm. Đột nhiên ông thầy Long mở bừng mắt. Ông nhìn thấy đứa trẻ con nó đang ngồi chồm hổm ở ngay trên ban thờ. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn ông. Nó nhè răng đe dọa. Đứa trẻ giật phắt que nhang đang cháy ở trên ban thờ, cho vào mồm nhai rau gióng. Nó rít lên. Cút! Cút! Ông thầy Long lạnh lùng đưa cái chuông đồng ra trước mặt. Còn không mau mà cúi đầu chịu tội đi. Tạo thì không nhìn thấy vong ma, thế nhưng tận mắt nhìn thấy cái que nhang như kiểu là bị ai nhổ lên rồi từ từ bóp vụn mồn ra. Ông thầy Long lắc chuông mạnh hơn. Ở dưới nhà đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Một hồi sau, ông rút ra một cái lọ sứ đưa cho Tạo. Đặt lọ sứ lên bàn, mở nắp ra. Cầm lấy lọ sứ, Tạo cẩn thận run rẩy đặt lên ban thờ. Cái lọ vừa đặt xuống thì cũng là lúc khắp căn nhà vang lên tiếng hét của trẻ con. Ông thầy Long lấy ra một lá bùa, dán lên trên chiếc lọ sứ. Ương bướng, muốn chống đối đến cùng thì đừng có trách. Đoạn quắc mắt nhìn Tạo, ngồi im trong cái vòng tròn cho nhang mà tao vừa giải ra lúc nãy. Tạo run rẩy gật đầu. Ông thầy Long lấy ra một đồng tiền xu màu vàng, bảo Tạo đặt đồng tiền xu đó xuống dưới bát hương. Lấy ra thêm 3 lá bùa kêu Tạo dán một lá vào chỗ phòng tầng 3, một lá ở ngoài cầu thang, còn một lá ở cửa sổ. Sau khi mọi thứ xong xuôi, thầy lại lẩm bẩm đọc thần chú. Tạo cứ thế răm rắp làm theo mà không biết rằng vừa rồi khi mình vừa rời xa khỏi thầy Long xuống dưới tầng 1 thì lập tức con vong quỷ nó định chộp tới. Chỉ có điều là ở trên người của Tạo đã có lá bùa của thầy Long, cho nên nó không thể tấn công được. Thầy Long đã sắp xếp tất cả trở thành một trận pháp, đưa tay lắc cái chuông để khởi trận. Tiếng bước chân chạy sầm sập,
Lúc này thì ở trên sàn nhà đã xuất hiện những dấu chân trẻ con đen xì xì, có đoạn thì nó đỏ như máu. Tạo kinh hãi lùi sát vào bên trong vòng tròn cho nhang mà thầy Long đã giải. Bước chân và dấu chân càng lúc càng nhiều. Âm thanh leng keng của những đồng tiền xu vang lên. Bằng một sức mạnh vô hình nào đó, những đồng tiền xu bắt đầu di chuyển. Những đồng tiền xu ngày một co nhỏ lại, như là một cái lồng đang khép chặt lại. Kèm theo đó là những dấu chân cũng đang từ từ thu hẹp đi vòng quanh. Thầy Long ngưng trọng quan sát cho đến khi 8 đồng xu trụm lại, chỉ còn là một vòng tròn nhỏ như cái bát ô tô. Thầy đập tay hô lớn: "Thu!" Lời vừa kết thúc là lúc 8 đồng xu rung lắc canh cách. Cầm lọ sứ xuống dưới đất, thầy thu 8 đồng tiền xu thả vào bên trong. "Được rồi, tao bắt nhốt vong quỷ rồi. Thu dọn đồ xuống tầng 2 đi. Tao lập đàn cầu siêu cho người đàn bà." Hai người xuống dưới căn phòng ngủ ở tầng 2. Thầy Long lập đàn cầu siêu, cứ như vậy rì rầm khấn vái, phải đến đầu giờ chiều việc mới hoàn tất. Thầy Long cùng với Tạo mệt mỏi đi ra ngoài. Một hồi sau, lão Hà xe ôm đã đánh xe tới đón họ về. Trên đường về, Tạo mới thắc mắc: "Thầy ơi, cháu vẫn không hiểu rốt cuộc căn nhà đó là thế nào." Thầy Long nheo mắt nhìn cái bình sứ: "Chuyện này phải nói từ đời chủ đầu tiên ngôi nhà. Người này thỉnh quỷ nhi để thờ, cũng là để cho phù hộ việc làm ăn. Nhưng sau này vì một lý do nào đó đã bỏ căn nhà mà trốn. Vong người đàn bà kia là người gốc Hoa, bị con quỷ dẫn dụ giết chết tại nhà. Lúc ta cầu siêu thì người đàn bà đã kể lại là bà bị con quỷ dụ lên tầng 2 rồi đẩy từ trên đó xuống mà chết. Hồn phách bị con quỷ nhi giữ lại, cũng chính vì thế mà bà ấy còn lưu lại đến tận bây giờ đấy. Còn về phần hai người chúng mày thì đúng là tao không biết nói sao nữa. Tao đã dặn là đừng có tùy tiện sờ vào cái sự tâm linh cơ mà. Thôi, đây cũng là một bài học. Từ giày nhớ." Tạo ngượng ngùng gãi đầu, đội ơn thầy Long đã cứu. Lão Hà xe ôm dừng xe ở cổng bệnh viện. Tạo từ biệt thầy Long. Một tuần sau, đúng như dự định, Hoạt xuất viện, hai thằng mang về, còn không quên đem đồ lễ sang tạ thầy. Có lẽ đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho cả hai thằng trước những hành động thiếu kiểm soát của bản thân. Thôi thì vẫn biết là công việc, thế nhưng mà nếu như đã làm ấy thì nên chọn những cái nào nó vừa vừa thôi. Hôm ấy mấy anh em ngồi ở quán của mụ Vân Béo. Hôm nay Tạo còn mời cả lão Hà xe ôm đến để uống rượu, coi như là liên hoan chào mừng thằng Hoạt nó đã tai qua nạn khỏi, cũng là để mấy anh em bàn về việc làm ăn. Lão Hà xe ôm sau vài tuần rượu cũng đã tê tê, lão cười hành hạch: "Thôi, anh nói thật với các chú, đéo mẹ, nghĩ đi nghĩ lại cũng không đùa được với tâm linh thật. Thầy Long đã dặn là không có sai. Bây giờ thế này, việc thì mình vẫn phải làm, kiếm tiền mà, đúng không? Anh quyết định như này nhá. Các chú sẽ về kể chuyện ma quá thật. Ừ, thắp ngọn nến, ngồi đấy mà kể, đúng không? Ngồi trong nhà mình sợ đếch gì. Còn anh thì cũng sẽ là một kênh đọc chuyện ma quá thật. À, chú kể anh đọc chú kể. Mình ngồi trong nhà đóng kín cửa, bố con ma con quỷ nào làm gì được, đúng chưa? Nào, quyết định thế nhá, dồ một cái cho nó phấn khởi." Mấy anh em nhìn nhau cười híp cả mắt, hò dô. Ở phía đằng xa xa, mụ Vân Béo cứ tủm tỉm cười. Xem ra là mụ đã để mắt đến lão Hà xe ôm rồi. Ai... hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.